nó có phải là xoang không phải là xoang á, và tần số để mình nói nó là nhanh hay chậm, đúng không? Thì đầu tiên là mấy em nhìn vào sóng B để xem B có bờ hoạt động của chỉ hay không, và nếu có thì lúc đó mình nói nó là xoang hay nó không phải là xoang, thì là của nhĩ hay bộ nối. Rồi nhìn vào khoảng RR để gì? Một, nó đều hay không. Cái thứ hai là để mình tính cái tần số thất ha. Rồi mình nhìn ở chuyển đạo V1, V2 để mình xem hình dạng của phức bộ QS như thế nào. Người ta nói là tìm lóc nhánh như sự thật. Này không phải là lóc nhánh, là kiểu của QS giãn rộng. Và khi mình thấy QS giãn rộng này, mình phải khẳng định QS giãn rộng này là của thất hay QS giãn rộng này là của trên thất với lóc nhánh VVV hay gì đó. Để cuối cùng mình xem là nhịp nó có phải là xoang hay không phải là xoang. Dù xoang hay không xoang đi nữa cũng tính tần số để xem nó nhanh hay chậm. Khi bất thường về nhịp thì mình sẽ phải đánh giá nó là cái gì. Nhịp chậm thì nó là, nếu nghe nó là nhịp chậm dưới 60 thì nó là nhịp chậm, đó là cái nguồn gốc nó là cái gì, nó là liên quan tới hình thành xung động hay liên quan tới dẫn truyền xung động. Rồi ngoại tâm thu là đến sớm và nghỉ bù. Và cái nữa là khi có nhịp nhanh nghĩa là trên trăm thì mình sẽ nhìn là QS rộng hay QS hẹp. QS hẹp thì là trên thất, QS rộng sẽ phân biệt là thất hay trên thất ha. Rồi trên điện tim này mình thấy này là gì đây? Điện tim này là gì các bạn? Này là thường phải có 12 chuyển đạo, nhưng đây chỉ nói về nhịp nên cô chỉ đưa một chuyển đạo dài. Nhưng mà trên thực hành là mấy em phải nhìn hết 12 chuyển đạo cộng, mà trong đó có chuyển đạo dài nha. Rồi trên điện tim này các bạn thấy gì nè? Bạn nào có thể cho cô biết nhịp này là nhịp gì không? Dạ thưa cô, theo em đây là nhịp xoang đều tần số 75 lần trên phút. À, nhịp xoang đều tần số 75 lần một phút. Tại sao em nói đây là xoang? Dạ thưa cô, tại vì em thấy đi trước mỗi phức bộ QRS đều có sóng B. Rồi. Nhĩ, bộ nối cũng có thể. Rồi, còn gì khác nữa không? Để em nói nó là xoang. Mỗi B đều có QS đi sau hay ngược lại như em nói đó. Rồi gì nữa? Dạ, các sóng B đều như nhau trên cùng chuyển đạo. À, đó là rất là quan trọng. Trên một cùng chuyển đạo, sóng B nó phải giống nhau, sóng B khác nhau thì nó không là xoang rồi. Còn gì khác nữa không nè? Rồi, sóng B giống nhau cũng chưa chắc nó là xoang, đúng không ạ? Dạ, Còn còn gì các khác nữa? khoảng bên đều nhau. Khoảng, cái khoảng gì? Dạ, BR con. À, khoảng PR thì cũng được, nhưng mà PR thì nó nói lên là có block. Block hay không block thì nó vẫn là xoang thôi. Nếu bình thường thì đúng là PR nó sẽ là cái độ dài của PR nó nằm trong giới hạn bình thường và nó hằng định. Còn gì khác nữa không nè? Còn gì khác nữa không? Dạ em biết nhiều rồi cô. Rồi, một khi mình thấy P mà nó không nhau trên cùng một chuyển, không giống nhau trên cùng chuyển đạo thì nó không phải là xoang rồi đó. Thì ở đây điều mình lưu ý là mình phải biết chuyển đạo này là chuyển đạo nào, đúng không? Chuyển đạo nào? Người ta không cho mình biết chuyển đạo nào, nhưng nhìn hình dạng này thì các em thấy nó có thể là chuyển đạo nào nè. Dạ em nghĩ là chuyển đạo D2. Đúng rồi, ở chuyển đạo D2 thì hình dạng và trục của sóng B nó như thế nào? Ở D2 thì sóng B nó là gì? Bình thường thì nó là một sóng gì? Sóng nhỏ tròn, đúng không? Và ở chuyển đạo D2 thì bình thường là nó dương ha. Rồi, còn bên cạnh thì mà mấy em nói là khoảng PP nó đều nhau thì nếu mà nhịp xoang bình thường thì nó sẽ đều. Và nhịp xoang bình thường thì tần số nó là 60 cho tới 100 nha. Thì này tần số nãy mình đọc 75 là trong giới hạn bình thường của nó. Rồi, như vậy thì mình kết luận đây là một cái nhịp xoang bình thường. À, vì sao mình cần phải xác định như vậy? Tại khi mà các em thấy đây là nhịp xoang
sóng B nó có dị dạng của nhịp xoang thì lúc đó mấy em mới nói lớn nhĩ được. Nhưng nếu là nhịp nhĩ P nó có dị dạng đi nữa em cũng không nói được đó là lớn nhĩ. Mình chỉ đọc lớn nhĩ khi nó là nhịp xoang nha. Rồi, cái này thì các đây là một cái nhịp xoang bình thường, là mình chỉ nói về nhịp xoang thôi. Tại một hoạt động này là của nút xoang nó phát ra là mình dựa vào đặc điểm của nó. Cái thứ hai là nó đều và cái thứ ba là tần số của nó từ 60 75 nghĩa là nằm trong khoảng từ 60 tới 100 ha. Rồi, mình sang cái điện tim này. Nó là gì các bạn? Điện tim này các bạn đọc nó là gì? Các bạn nào đọc dùm cơ không nè? Dạ thưa cô, là nhịp chậm xoay tần số khoảng 50 lần trên phút ạ. À, tiên thì em nói là nhịp xoang. Rồi, cái thứ hai nữa là mình thấy là nó đều đúng không? Và tần số nó khoảng 50. Rồi, vậy câu hỏi thứ hai em đặt ra là gì? Câu hỏi thứ hai em đặt ra là gì nè? Đầu tiên mình trả lời mình xác định đây là nhịp. Câu thứ hai mình trả lời là gì? Nó có làm bệnh nhân khó chịu hay không, đúng không? Ở đây thì không thấy nói, nhưng theo em cái tần số này bệnh nhân có khó chịu không? Khi bệnh nhân Có nghỉ. bệnh nhân nghỉ. Có không? Dạ có. Nó sẽ còn Nó sẽ tùy còn thuộc. tùy thuộc. Đúng không? Nghĩa là khi nào mà bệnh nhân của mình á nó đột ngột nó xuống 50, nó từ 80 đột ngột xuống 50, bệnh nhân em sẽ mệt. Nhưng nếu bệnh nhân em là vận động viên thể thao, đúng không? Thì tần số này lúc nghỉ bệnh nhân sẽ không có khó chịu gì. Nó còn tùy thuộc vào cái này nó là nó có từ bao giờ hay nó mới xuất hiện thì nó mới làm cho bệnh nhân khó chịu. Nhưng mà thường nếu 50 lúc nghỉ thì có thể nó vẫn đảm bảo cái tần số tim của bệnh, cái máu, cái lưu lượng máu, và khi bệnh nhân gắng sức nó tăng lên thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới bệnh nhân. À, rồi, câu hỏi thứ ba đặt ra là gì? Nguyên nhân của nó là cái gì, có gì thúc đẩy nó hay không, đúng không? Tại quan trọng cái này đó là mình sẽ giải quyết nguyên nhân. Còn nếu mà nó nhịp chậm xong mà chậm hơn nữa, bệnh nhân của mình có triệu chứng thì lúc đó mình sẽ tính tới chuyện là mình giải quyết bản thân cái rối loạn nhịp. Đây, vậy nguyên nhân của nhịp chậm có thể là gì nè? Đầu tiên, nếu là sinh lý là liên quan tới những người vận động viên điền kinh, đúng không? Những người có hoạt động, những người mà có luyện tập thì tần số tim người ta có thể chậm lúc nghỉ, nhưng khi ta hoạt động thể lực thì nó lại tăng lên. Rồi, bệnh nhân của mình có cường với vị hay không? Tiếp nữa mình mới tên tính tới những chuyện là bệnh nhân có sử dụng thuốc gì đó làm chậm nhịp hay không, hay bệnh nhân này có bệnh lý gì đó làm cho loạn nhịp, thí dụ bệnh nội tiết. Bệnh lý nội tiết nào có thể làm nhịp tim chậm nè? Đó là suy chức năng tuyến giáp chẳng hạn. Rồi, tiếp nữa là mình xem là có hoặc là những cái bệnh lý tim mạch. Thí dụ như là bệnh nhân của mình có suy nút xoang không? Bệnh nhân mình có bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới hay không? Vân vân. Thì đây là cái mình lưu ý. Nghĩa là đứng trước những loạn nhịp nào cũng vậy, mình nhớ lưu ý là mình những câu hỏi đặt ra là loạn nhịp gì, có làm bệnh nhân khó chịu hay không, và nguyên nhân yếu tố thúc đẩy nó là cái gì ha. Rồi, như vậy cái nhịp chậm xoang này liên quan tới rối loạn hình thành hay dẫn truyền xung động vậy các bạn? Nó liên quan tới rối loạn hình thành hay dẫn truyền xung động vậy? Bạn nào trả lời cho cô đi. Sao hỏi? Dạ là hình thành à. À, liên quan tới hình thành xung động của nút xoang, đúng không? Như vậy thì nói gì? Tăng tự động tính hay giảm tự động tính nè?
Nhịp chạm xoang. Dạ thưa cô là giảm tự động tính ạ. Đúng rồi, giảm tự động tính ha, liên quan tới hình thành xung động của nút xoang của chủ nhịp và liên quan đó là giảm tự động tính. Rồi, cảm ơn em. Dạ, mình sang tiếp nha. Còn cái này nè, hai cái điện kim này là cái gì ạ? Bạn nào có thể đọc cho cô? Cái này là cái gì? Liên quan tới hình thành hay dẫn truyền xung động? Dạ cô nghĩ liên quan tới dẫn truyền xung động. À, dẫn truyền xung động từ đâu tới đâu hả em? Dạ từ nhĩ xuống thất. À, từ nhĩ xuống thất. Vậy cái trên là cái gì? Dạ em nghĩ là lóc nhĩ hắc độ 1. Rồi, còn cái dưới? Cái dưới là lóc nhĩ hắc độ 2 mô bít tiếp 1. À, mô bít tiếp 1. Hai cái có gì khác nhau? Dạ ở trên là BR dài dần nhưng mà nó À, bằng nhau trên một diễn đạo. ở trên BR có dài dần không BR nè? dài lớn hơn À, 0,12 giây, à lớn hơn dài và 0,20 giây. rồi dài và hằng định. Dạ. Còn cái thứ hai? Cái hai là BR dài dần. Còn có gì khác nữa? Nó mắc mắc một cái nhịp, mắc Đúng một sóng rồi, B. đúng rồi. Nghĩa là có một sóng có P và không có QS đi theo. Còn lóc nhĩ thất độ 1 thì P và QS bằng nhau, chỉ có PR nó dài hơn cái giá trị bình thường của nó là lớn hơn 0,2, đúng không? Còn một khi mà mình thấy nhiều P hơn QR thì nó phải từ lóc độ 2 trở lên ha. Nếu độ 2 trở lên nghĩa là độ 2 hoặc độ 3. Và nếu em chứng minh còn liên hệ thì nó độ 2, không có liên hệ gì hết thì là độ 3 ha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, và cũng giống vậy đó, câu hỏi thứ hai đặt ra có làm bệnh nhân khó chịu hay không, và câu hỏi thứ ba là nguyên nhân của nó là gì. Thì trong bài lý thuyết thì cũng có nói các nguyên nhân đó, mình có thể đọc. Bây giờ chủ yếu là mình nhận dạng các rối loạn nhịp nha. Rồi. Nhưng mà mình thế thế mình thấy này, nó có làm bệnh nhân khó chịu không nè? Nó có làm bệnh nhân khó chịu không? Hai cái này nè, nó có làm bệnh nhân khó chịu không? Nếu mình chỉ nhìn vô đây thôi, lẽ ra mình sẽ phải hỏi bệnh nhân đó. Nhưng nếu mình nhìn vô đây thôi thì mình thấy nó có làm bệnh nhân khó chịu không? Cái triệu chứng liên quan tới loạn nhịp tim đó là do cái gì nè? Do gì? Cái gì quyết định là những cái khó chịu của bệnh nhân? Trên cái điện tim mấy em dự em mấy em sẽ thấy là mấy em chú ý tới cái thành phần nào? Mấy em chú ý tới cái gì? Nó sẽ mình nhìn vào đó để mình nói là bệnh nhân có khả năng bệnh nhân có khó chịu hay không. Đương nhiên là mình phải có bệnh nhân thì lúc đó mình mới nói được là khó chịu hay không và khó chịu của bệnh nhân là như thế nào ha. Nhưng mà ví thí dụ trên điện tim này mấy em nhìn vào cái gì mà em nói là có thể là bệnh nhân của em không khó chịu và có thể là em chủ yếu chỉ điều trị nguyên nhân. Đó là cái gì các bạn? Cô nghĩ là nhịp tim. Nhịp tim là ý em muốn nói cái gì? Dạ cô là nhịp nó đều hay không, nếu mà nó không đều có thể là có những cái nhát nó hụt á, và với lại nhịp nó không nhanh quá thì bệnh nhân sẽ đỡ khó Không, chịu hơn. tại vì em nói cái nhịp á, trong đó nếu mà trên điện tim nó có nhịp gì nè, cô chưa nói là chính cụ thể một cách chính xác là nhịp gì, nhưng mà nếu chỉ trên một cái điện tim thì nó có, em muốn để ý tới nhịp nào? Ý cô muốn nói là nhĩ hay thất á, chứ cô chưa nói chính xác loạn nhịp gì, đúng không? Em dựa vào nhĩ hay thất? Nhĩ hay thất nè các bạn? Nhĩ hay thất? Ở đây là mình không sao, bạn nào muốn nói đó tôi nghe Dạ mở em mic. nghĩ là nhịp hắt, Tại sao? tại nhịp hắt nó quyết định cái cung lượng tim của bệnh nhân. À, rồi cảm ơn em, cảm ơn em. Nghĩa là nhịp, mình nói nhịp thất như sự thật của mình nói tần số thất ha. Tần số thất nhịp á, thì mình chỉ nói đều không đều, đương nhiên có thể là nhanh chậm, nhưng là tần số tim là tần số thất á, tại vì thất nó mới là
tống máu đi nuôi cơ thể. Ra nhịp nó quá nhanh hay quá chậm, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cung đường tim và nó làm bệnh nhân khó chịu. Thì đây cả hai cái này thì cái tần số tim không đến nỗi quá chậm. Mặc dù cái bên dưới có một khoảng là, tại vì nó có một cái P nó không có dẫn, có khoảng đó là khoảng một giây cỡ gần một ở đây như vậy thì nó là khoảng là một giây tư, thì cũng có thể 1,4 giây thì nó cũng có thể là nó chưa ảnh hưởng gì tới bệnh nhân, nhưng mà một cái khoảng nó càng ngưng dài thì nó càng ảnh hưởng tới cái tưới máu cho bệnh nhân, đặc biệt là lên đâu các bạn, đặc biệt là lên cơ quan nào, lên cơ quan nào? Như cô là não. Đúng rồi, bệnh nhân của mình có thể ngất á, thì đó là cái mình lưu ý ha. Thì này quan trọng là mình giải quyết nguyên nhân, tìm và giải quyết nguyên nhân hơn là bản thân cái rối loạn nhịp nha. Rồi, cả hai cái điện tim này liên quan tới rối loạn hình thành hay dẫn truyền xung động. Rối loạn hình thành hay dẫn truyền xung động nè. Sao các bạn, rối loạn hình thành hay dẫn truyền xung động? Có ai trả lời cho cô không nè? Dạ cô, em nghĩ là dẫn truyền. Lại rối loạn dẫn truyền. Dẫn truyền từ đâu tới đâu? Dạ từ dẫn nhĩ truyền. Xuống thất. À, tại từ nhĩ xuống thất. Vậy là em ý em muốn nói lóc đúng, đường nhĩ thất đúng không? Vậy dạ. Lóc nhĩ thất độ mấy? Ở trên em nghĩ là lóc nhĩ thất độ 2 mobit tiếp 2, 2B1BRS. À là 2-1, còn cái dưới? Ở dưới em nghĩ là lóc nhĩ thất độ 3. Lý do em nghĩ độ 3? Sóng 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 B là nó đều nha. Cái tần số sóng B thì nó đều nhau. À nhịp của nhĩ nó đều. Dạ. Đúng không? Để gì nữa? Dạ. Tại sao lại em nghĩ đó là độ 3? Dạ có thể nó là độ 2 nữa cô. Nó có những cái cơn mà nó thoát khỏi cơn á. Bây giờ em nói có thể độ 2 thì em phải chứng minh cho cô nó là độ 2 chứ không nói có thể. Em chứng minh đó là độ 2 chứ không phải độ 3. Nãy em nghĩ độ 3, bây giờ em nói độ 2, em chứng minh chỗ, em dựa vào chỗ nào em nói là độ 2 giùm cô đó. Em dựa chỗ nào nè? Hồi nãy cô cũng có nói rồi đó. Một khi nhiều B hơn QS thì đó là từ độ 2 trở lên. Em chứng minh nó còn liên hệ thì nó độ 2, không còn liên hệ gì hết là độ 3. Như vậy em chứng minh nó liên hệ đi. Vậy em nghĩ là nó có liên hệ, tại vì ở cái nếu cái phức bộ mà nó có QRS thì sóng B mà có QRS đi sao đúng dạ. không? Thì dạ. sao? Thì hình dạng thì cái khoảng của sóng B với cái khoảng cách PR nó bằng nhau. À, nghĩa là PR nó hằng định đúng không? Rồi cảm ơn em. Chứng tỏ là nó có liên hệ, vậy đó độ mấy? Vậy em nghĩ là độ 2 mobit tiếp 2. À đúng rồi. Đó, vẫn cả hai đều là độ 2 mobit tiếp 2 hết, nhưng đây là 2-1 còn này. Cái đó là vừa 2-1 mà vừa 3-1. À, và một khi mà có nhiều B mới có một sóng. Nếu mà có nhiều B mà có một một mà chỉ có nhiều B mà chỉ có một B dẫn thôi, thí dụ này 3B mới có một B dẫn thì người ta còn gọi nó một cái tên khác. Đúng không? Đó là lóc nhĩ thất độ cao ha. Rồi bây giờ mình xem hai cái này nè, trong này có một cái quen một cái lạ đúng không à? Trong hai cái điện tim này có một cái quen và một cái lạ đúng không? Giờ các bạn cho cô biết là cái này đặc điểm giống nhau của hai cái điện tim này và đặc điểm khác nhau của hai cái điện tim này. Giống nhau là cái gì nè?
Giống nhau chỗ nào nè? Mình chỉ nói những điểm giống và khác, nhưng mà không nghĩa là hai cái phải y chang nhau nha. Giống ở chỗ nào? Ai trả lời cho cô được không? Mình sắp hết giờ rồi đó. Dạ giống nhau là có nhiều sóng B em. À đúng rồi, giống nhau là có nhiều sóng B hơn. Rồi, còn gì khác nữa nè? Dạ khác nhau là cái BR ở trên thì Chua nó hình chua là giống nhau, con ở đúng, giống nhau á, còn gì giống nhau nữa nè? Một giống nhau là nhiều P hơn QS. Cái thứ hai giống nhau nữa là cái gì nè? Còn gì giống nhau? Mình nói hết cái giống nhau đi, mình hãy nói cái khác nhau nha. Giống nhau nữa là cái gì? Bạn nào cho cô biết cái giống nhau nữa đi, rồi đặng cho bạn nói cái khác nhau. tôi là quy rỡ từ giãn rộng. À đúng rồi, QS đều giãn rộng mà nó chỉ có trên cùng một trục đạo, nó chỉ có một dạng QS thôi đúng không? Rồi, bây giờ mình nói cái khác nhau. Khác nhau là cái gì? Dạ khác là cái BR ở trên nó hạn định, còn ở dưới thì nó lại không. À, cái kia nó rơi một cách tình cờ, nó không có liên hệ gì hết. Như vậy cái trên nãy mình đọc rồi, nó là cái gì? Dạ trên là bô À, mô bít tiếp 2, hay mình gọi nó là lốc độ cao cũng được, tại 3B mới có một B dẫn nha. Mình gọi lốc nhĩ thất độ 2, mô bít tiếp 2 cũng được, hay mình nói lốc nhĩ thất độ cao nha. Còn cái dưới? hai. Dạ em nghĩ là tiếp ba luôn ạ. Không có nói tiếp 3. Là gì? Độ À ba. đúng rồi, lốc nhĩ thất độ 3. Thì bây giờ cơ hỏi nè, như vậy thì phức bộ QS của hai cái nó có khác nhau về bản chất không? Hai cái QS đều rộng nhưng nó có khác nhau về bản chất hay về nguồn gốc không? Có không? Có khác không? Dạ cái dưới là của thấp nó tự phát, còn cái trên là của xoay, nút xoay nó phát xuống. À, nghe cái phía trên đó vẫn là ở trên thất đúng không? QS đó vẫn là Dạ. trên thất. Còn Dạ. cái dưới là QS, đó là do thất nó phát ra. Nếu Dạ. do thất nó phát ra thì ở dưới mình gọi nó là cái gì? QS ở bên dưới đó mình gọi tên chính xác nó là cái gì? Nhiệt tử thấp. À nếu mình cùng nhịp tự thất thì nó hơi hơi khó nói, tại vì khi nhịp tự thất thì nó có thể là gì? Có thể là chậm, nhưng có thể là nó cao hơn cái tần số của bản thân nó. Người ta gọi là nhịp tự thất tăng tốc. Nên này mình nên dùng cái từ gì để người ta biết chắc chắn là nó chậm? Dạ em gọi là nhịp bộ nối. Không, đã nói Không, thất đã phải rồi thật. mà. Làm sao bộ nói được em? Ừ. Mà mình gọi nó là nhịp thất nhưng mà không dùng nhịp tự thất, mình gọi bằng cái từ khác đi, cũng là thất á, chứ cũng không phải là bộ nối. Đó là mình gọi là nhịp thoát nha. Thoát thì bản chất nó sẽ là chậm, cái nó chờ hoài ở trên không phát nhịp thì tới tần số nó phát. Nên cái tần số này khoảng bao nhiêu là 40 thì nó cũng cái ở thất nó phát ra thì khoảng 30 40 tùy, nếu xuống thấp nữa thì nó thấp thì nó sẽ cái tần số nó sẽ thấp hơn. Thì trên này là lốc nhĩ thất của mình là độ 2 hay độ cao, và QS giãn rộng này vẫn là dẫn truyền từ, vẫn là của ở trên, cái này vẫn là ở trên thất thôi, và có thể là gì, chỗ bị lốc nó thấp, bệnh nhân có lốc ngắn đi kèm. Còn ở dưới này là nhịp là do thất nó phát ra. Và như vậy thì đây mình nói đây lốc nhĩ thất độ 3, và mình nói đó là nhịp thoát thất, và cái tần số là 4, tần số thất là 40 nha. Này hai cái tần số khác nhau nên mình nói là lốc nhĩ thất độ 3. Thì cái tần số nhĩ này là khoảng bao nhiêu nè? Tần số nhĩ khoảng bao nhiêu? Nếu đây là 300, 300 chia số ô lớn thì 100, thì này nó khoảng 120. Trong khi đó là
tần có thất đó là nhịp thoát thất và tần số thất là 40 ha. Và chính cái này nó quyết định, cái tần số thất này nó sẽ quyết định là bệnh nhân của mình có khó chịu hay không. Và với tần số này bệnh nhân mình có thể sẽ khó chịu đó. Rồi, như vậy thì mình nhớ lưu ý hồi nãy, như nãy cô nhắc lại thôi, mặc dù này mình chỉ phân tích. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là loạn nhịp gì? Câu hỏi thứ hai là khó chịu hay không? Câu hỏi thứ ba nguyên nhân nó là gì? Thì cũng giống vậy, mình tìm nguyên nhân nó là gì, xem có giải quyết được cái nguyên nhân hay không. Thí dụ như nếu liên quan tới nhồi máu cơ tim cấp thì mình tái tưới máu thì nó sẽ phục hồi ha. Còn nếu nó là vĩnh viễn thì lúc đó mình phải đặt máy tạo nhịp thôi, để cho cái tần số tim bệnh nhân nó nâng lên. Mình sang phần phúc bộ đến sớm hay là ngoại tâm thu. Thì đối với ngoại tâm thu thì mình có trên thất và thất. Trên thất thì mình có nhĩ vào bộ nối, vỡ thất. Rồi, về quy luật của ngoại tâm thu là gì? Đến sớm và nghỉ bù. Rồi, ở đây thì mình thấy nhịp cơ bản là nhịp gì nè? Nhịp cơ bản là nhịp gì? Đây, đây là nhịp cơ bản là nhịp xoang ha. Ở đây nhắc đầu cũng vậy, đó là nhịp xoang. Nhắc thứ hai thì mình thấy có gì đặc biệt? Mình thấy có một sóng B dị dạng đến sớm, nghĩa là cái khoảng từ đây tới đây nó ngắn hơn khoảng cách của hai cái PP của xoang đi liên tiếp nhau. Và cái khoảng từ cái B dị dạng tới cái B của xoang thì nó dài hơn hai cái khoảng PP của nhịp xoang liên tiếp nhau, thì mình gọi là đến sớm và nghỉ bù. Và ở đây mình thấy P này dị dạng so với P của xoang ha. Phúc bộ QS thì nó giống hệt phúc bộ QS của cơ bản, nghĩa là phúc bộ QS cơ bản nó hẹp thì QS của ngoại tâm thu nhĩ nó cũng hẹp ha. Nhưng mà đôi khi nó có thể giãn do nó dẫn truyền lệch hướng nha. Hoặc đôi khi nó đến sớm quá, nó chỉ khử cực được nhĩ, nó không khử cực được thất, thì mình sẽ có về ngoại tâm thu nhĩ nhưng mà không có phúc bộ QS đi theo. Thường là mình thấy ngoại tâm thu nhĩ là dạng này nhiều hơn. Ở đây mình thấy có mấy ngoại tâm thu nhĩ nè. Các bạn thấy mấy ngoại tâm thu nhĩ? Alo. Dạ hai. Có mấy ổ? Mấy ổ. Đúng rồi, mình thấy có hai ngoại tâm thu nhĩ, nhưng mà cái ngoại tâm thu nhĩ này sóng bên nó giống nhau và cái khoảng ghép nó bằng nhau, nên đây là hai ngoại tâm thu nhĩ về số lượng, nhưng mà về cái ổ xuất phát thì nó chỉ có một ổ thôi ha. Rồi, còn đây thì mình vẫn thấy nhịp cơ bản vẫn là nhịp xoang do xoang phát ra, nhưng mà mình thấy có gì một QS đến sớm và sau đó là một khoảng dài, và QS này giống hệt QS của nhát cơ bản. Đến sớm và nghỉ bù là của ngoại tâm thu, QS giống QS có nhát cơ bản nên đó là trên thất. Trên thất nếu mà có B đi trước ở D2 mà B âm, BR ngắn thì là bộ nối, không thấy B đâu vẫn là bộ nối, còn nếu B âm đi sau thì cũng vẫn là bộ nối. Ở đây thì mình thấy không rõ sóng P nhưng có vẻ như nó hơi âm ở phía trước, và cái thời gian cái này thì nó là dưới 0,12 giây thì là nó ngắn. Thì này là ngoại tâm thu, này đây là ngoại tâm thu của bộ nối. Ở đây mình có hai ngoại tâm thu bộ nối ha. Rồi, thì nhiều khi bệnh nhân của mình có thể người ta có cảm giác nó hơi hẩn hụt, quan trọng là mình giải quyết nguyên nhân của ngoại tâm thu. Còn đây thì mình thấy gì nè, nhịp cơ bản vẫn là nhịp xoang, mình thấy có một nhát đến sớm và sau đó nghỉ dài thì đây là ngoại tâm thu. Ở đây mình cái ngoại tâm thu này mình có thấy sóng B đi trước không à? Có thấy B không? Dạ không. À đúng rồi, mình không có thấy B đi trước, và phúc bộ QS nó giãn rộng dị dạng STT trái chiều thì đây là ngoại tâm thu thất. Nhưng mà nếu có B đi trước thì mình phải phân biệt ngoại tâm thu trên thất với dẫn truyền lệch hướng nha. Đây là ngoại tâm thu thất. Khi có ngoại tâm thu thất thì phải xét nè, nó có dày hay không, nghĩa là nó có nhiều ngoại tâm thu không. Thí dụ nó lớn hơn 10% của cái tần số tim. Cái thứ hai, nếu mà trên cùng một chuyển đạo mình thấy nó một dạng hay nhiều dạng. Nếu một dạng thì nó đơn dạng, khoảng ghép nó bằng nhau thì nó là một ổ. Còn nếu như nhiều dạng khác nhau thì nó là đa dạng. Rồi kiểu nó đi như thế nào ha. Thí dụ như ở đây,
mình thấy gì, hai cơ bản một ngoại tâm thu. Nhưng mà qua đây thì lại một cơ bản ngoại tâm thu, qua đây hai cơ bản một ngoại tâm thu, nó không có quy luật. Nên mình không có nói được nó là 21 hay 31. Mà đây nếu mà nó cứ đi hoài như thế này thì là nó dày. Tại nó lớn hơn 10%. Nhưng nếu mình nhìn trên đây, trên cùng chuyển đạo này, mình thấy sao? Chỉ có một dạng thôi. Và khoảng ghép nữa là bằng nhau. Nên khả năng đây là gì? Đơn giản, và khả năng đó là một ổ. Còn đây trên cùng chuyển đạo mình thấy có ít nhất là hai dạng của ngoại tâm thu. Ở đây là mình nói là ngoại tâm thu đa dạng ha. Rồi còn đây mình thấy là một cơ bản một ngoại tâm thu, một cơ bản một ngoại tâm thu, thì mình gọi đây là ngoại tâm thu thất diệp đô. Hai cơ bản một ngoại tâm thu thì mình nói đây là ngoại tâm thu thất diệp ba. Còn đây là mình thấy gì, hai ngoại tâm thu thất đi liên tiếp nhau thì mình gọi là chùm đôi. Nếu ba đi liên tiếp nhau thì chùm ba, bốn thì mình gọi là chùm bốn. Nhưng từ ba trở lên mình có thể gọi nó cái tên khác, đó là nhịp nhanh thất ngắn hay nhịp nhanh thất không kéo dài ha. Thì khi mà có ngoại tâm thu thất mình lưu ý như vậy. Như nãy giờ mình nói một nó dày, hai nó đa dạng, ba nó đi kiểu nhịp đôi, nhịp ba, chùm đôi, chùm ba. Và còn cái nữa đó là R trên T. Nghĩa là cái ngoại tâm thu thất này nè, nó rơi lên sóng T của phúc bộ QS trước, thì đó nó sẽ dễ vô cái nhanh thất và trung thất. Thì những dạng mà nãy cứ như cô liệt kê đó, người ta gọi là ngoại tâm thu thất nguy hiểm. Rồi ở đây là hình ảnh này là tại vì bệnh nhân này cấp cứu nên mấy em thấy là người ta sử dụng điện tim gì đây? Điện tim gì? Em thấy chữ không? Chữ ghi lại gì? Monitor à? Đúng rồi, những trường hợp cấp cứu là mình mở mắt monitor, mình theo dõi để mình xử trí cho bệnh nhân kịp thời. Thì đây là cái nhịp cơ bản nè. Mấy em có thấy sóng P không? Có thấy không? Mình hoàn toàn không thấy sóng B thay bằng sóng F, và mình thấy nhịp thất rất là không đều. Thì này nó là rung nhĩ, nhưng rung nhĩ và tần số thất này thì sao ạ? Nó chậm thôi, chậm tới trung bình thôi. Và xuống đây mình thấy về một cơ bản một ngoại tâm thu, đây là ngoại tâm thu thất nhịp đôi. Và trên bệnh nhân này dùng digoxin nên đây là dấu hiệu của ngộ độc digoxin ha. Rồi, mình sang phần tiếp theo là nhịp nhanh. Thì đầu tiên là mình nói nhịp nhanh với phúc bộ QS hẹp. Khi mình thấy nhịp nhanh phúc bộ QS hẹp mình nói là trên thất, nhưng mà mình cũng phải xét theo hai hướng. Tại vì không phải lúc nào mình có thể nhìn vô cửa thẹp mình nói ngay nó là cái loạn nhịp trên thất, đó là xác định nó là loạn nhịp gì. Mà nhiều khi mình phải đi một cách có hệ thống và nhiều khi mình phải loại dần ha. Thì có thể là nhịp xoang, có thể là nhanh vào lại bộ nối, có thể là cuồng nhĩ di dẫn truyền nhĩ thất cố định, có thể là nhanh nhĩ kịch phát hay không kịch phát. Và VVV thì không phải lúc nào phúc bộ QS nó cũng cũng rộng. Ra khi mà đứng trước những bệnh nhân loạn nhịp thường tốt nhất mình nên có một cái điện tim ngoài cơn để mình so sánh với cái điện tim trong cơn. Rồi, nếu nhịp nhanh QS hẹp nhưng mà nó rất là không đều thì thường thì nó là rung nhĩ. Do đó trên lâm sàng mấy em nghe loạn nhịp hoàn toàn mấy em hay nói ngay là rung nhĩ. Nhưng mà khả năng rung nhĩ là cao nhưng nó có thể khả năng khác. Đó là cuồng nhĩ dây dẫn truyền nhĩ thất thay đổi. Nếu cố định đó thì là nhịp nó sẽ đều, trên lâm sàng mình nghe là nhịp thất nó đều, nhưng nếu thay đổi lâm sàng mình sẽ nghe là nhịp thất nó không đều. Và trên điện tim cũng vậy, mình cũng sẽ thấy nhịp thất nó không có đều. Nhanh nhĩ với lóc nhĩ thất thay đổi hoặc là nhanh nhĩ đa ổ thì nhịp thất nó cũng sẽ rất là không đều. Nên mình nói rung nhĩ là khả năng tần suất nó sẽ ra cao nhưng mà không phải là 100% là rung nhĩ. Giá trên lâm sàng thì mấy em chỉ nói là gì, loạn nhịp hoàn toàn thôi, chứ mình không nói rung nhĩ. Rung nhĩ khi có điện tim lúc đó mình mới chuyển qua là rung nhĩ, và khi đã rung nhĩ cũng chưa đủ mà phải nói là đáp ứng thất như thế nào, đáp ứng nhanh, đáp ứng thất chậm hay đáp ứng thất trung bình. Rồi trên điện tim này mình thấy gì nè, nhanh hay chậm, nhịp nhanh hay chậm? Tần số tim là bao nhiêu? Ở đây là mình thấy gì?
300 chia cho 2 là 150. Mình vẫn thấy có sóng P. Và sóng P này thì nó là P của xoan. Cái này là nhanh xoan. Tần số 150 nếu nó có dài nó cũng có thể làm bệnh nhân khó chịu, đặc biệt nếu bệnh nhân có vấn đề về tim mạch. Nhưng mà quan trọng là gì? Nguyên nhân của nó là gì? Thường đối với nhịp nhanh xoan là tìm giải quyết nguyên nhân hơn là người ta giải quyết bản thân cái nhanh xoan. Thí dụ như đau, tim cũng nhanh, sốt, tim cũng nhanh, giảm thể tích tuần hoàn hay choáng, tim cũng nhanh. Và nhiều khi cái suy tim, những cái suy tim mà tiềm tàng có thể hiện chỉ bằng cái nhịp tim nhanh. Thì đó là cái mình lưu ý, mình tìm để giải quyết cái nguyên nhân, hoặc là cường giáp chẳng hạn. Rồi, cận này nè. Nhanh hay chậm? Nhịp này. Nhanh hay chậm? Alo, các bạn còn đó không vậy? Mấy em còn đó không vậy? Dạ, nhịp nhanh. Dạ, nhanh. Nhịp nhanh, tần số là bao nhiêu nè? Bao nhiêu? Mấy? 200. Khoảng 180 ha. Em nói 200 cũng được. Nếu mà 1 ô rưỡi thì nó khoảng 200 hơn ô rưỡi một chút. Còn nếu không mình cứ đếm trong này là 6 giây, 18 phút bộ QRS thì tần số nó khoảng 180 ha. Rồi. Kết rộng hay hẹp? Kết hẹp. Mình có thấy sóng P không? Không. Tại vì sao? Khi nó nhanh quá, sóng P có thể rơi lên sóng T ở phía trước và làm cho sóng T dị dạng. Nên cái này, đó là lý do vì sao cô nói mình có một cái điện tim trong cơn và ngoài cơn thì mình đọc sẽ dễ hơn. Trường hợp này đó là nhanh nhĩ ha. Thì cổ phát nhịp nó không phải từ xoan nữa mà nó ở nhĩ, có thể bên phải bên trái vậy đó ha. Rồi. Ở điện tim này, ở trên này thì mấy em thấy có gì đặc biệt? Phía trước nó là nhịp nhanh đúng không? Phúc bộ QS làm sao nè? Phúc bộ QS nó hẹp giống như QS với nhát cơ bản đúng không? Nhưng mà P mình không có thấy rõ. Mình không thấy rõ sóng B. Nhưng mà nó đột ngột, nó ra nhịp xoan. Thì mình thấy sóng B nó đột ngột, nó ra nhịp xoan. Và mình thấy gì? Trong cơn nhịp nhanh thì mình thấy sóng T nó dị dạng. Tại vì sóng B nó rơi lên. Đó là lý do vì sao cô nói là mình có một cái ngoài cơn. Rồi cái trong cơn. Cái mình thấy. Và may mắn này là bệnh nhân của mình đây là gì? Nhanh nhĩ kịch phát thôi. Tự nó ra cơn ha. Nên mình thấy. Chính nhìn vô này mình mới thấy đây là sóng T này dị dạng do sóng P nó rơi lên thôi. Và nhịp của tóc này nó đều. Cái này là nhanh nhĩ mà kiểu như nhanh nhĩ một ổ thôi đó. Còn dưới này thì mình thấy là nhanh hay chậm? Nhịp nhanh. Nhưng mà nó rất là không đều. Đúng không? Ở phía trên này khúc này nhanh và nó đều. Cái này nó tại nó ra kênh thôi. Nhanh rất là không đều. Phúc bộ QS nó hẹp nên là trên thất. Giờ mấy em có thấy sóng P không nè? Có thấy P không? Dạ có. P trên cùng chuyển đạo có giống nhau không nè? Giống không? Dạ không. À, nó rất là khác nhau nên nó có phải là nhịp xoan nữa không? Nó có phải nhịp xoan không? Chắc chắn không phải là xoan rồi. Đúng không? Mà mình thấy là ít nhất là ba sóng B khác nhau. Nên đây là nhanh nhĩ đa ổ ha. Còn dưới này thì mình thấy là sao? Nhịp thất là bao nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10 là 100. Đúng không? 100 thì nó ở cái mức chưa gọi là nhanh. Mức trên thôi. Tại vì 60 tới 100 trên 100 mới là nhanh. Nhịp thất thì nó không nhanh. Nhưng mà ở đây là mình thấy nhịp nhĩ như thế nào? 2P mới có một phút bộ QRS. Nên nhịp nhĩ thì là nó nhanh. Nhưng mà cái P này nó là P của hoạt động của nhĩ này nè. Nó là của xoan hay của nhĩ?
Cái này không phải của xoang nha, cái này là của nhĩ. Do đó mấy em nhớ lưu ý nhịp cơ bản mình lưu ý thì nó lại gì? Nhanh nhĩ với block nhĩ thất 2-1. Không, nên mình nhớ lưu ý mình đã đọc đọc block nhĩ thất 2-1 thì mình chỉ nói về rối loạn dẫn truyền thôi. Mình chưa nói tới cái xung động. Ở bệnh nhân này thì cái xung động là phát ra từ nhĩ và là nhanh nhĩ, nghĩa là có bất thường về xung động, về hình thành xung động. Rồi, nhưng mà 2P mới có một phút bổ QF, nghĩa là nó có bất thường về dẫn truyền luôn, nghĩa là nó phối hợp cả hai, vừa rối loạn hình thành xung động và rối loạn dẫn truyền xung động. Hình thành xung động là nhanh nhĩ và dẫn truyền xung động là lóc nhĩ thất 2-1, 2P mới có một QRS. Rồi, còn ở trên này, ba nhát đầu là nhịp xoang. Tới nhát thứ tư thì mình thấy là QS thấy giống QS cái nhát cơ bản. Nhưng mà khoảng cách của nó lại ngắn hơn khoảng cách giữa hai RR cơ bản. Nên này đã là đến sớm. Mà đến sớm thì là ngoại tâm thu. Không thấy sóng B đâu thì nó là của bộ nối. Và khi ngoại tâm thu bộ nối này nó kéo theo một kịp nhịp nhanh vào lại bộ nối nhĩ thất. Ha. Mình nói là nhanh kịch phát á, tại khởi phát đột ngột mà. Ha. Còn dưới này thì mình thấy là cũng là nhịp nhanh với phúc bọn QS hẹp. Nó rất là đều, không thấy sóng B đâu. Và khi bệnh nhân được xoa xoang cảnh thì nó cắt ngay cơn đó về nhịp xoang. Thì đây để chứng minh nó kịch phát. Một, khởi phát đột ngột. Hai, kết thúc đột ngột. Kết thúc đột ngột có thể tự nhiên hay có can thiệp là bằng thuốc hoặc là bằng xoa xoang cảnh ha. Này để minh họa cho mình làm nghiệm pháp xoang xoang cảnh nó đáp ứng. Đây là của trên thất ha. Nãy mình thấy là gì? Của xoang chỉ chậm vài nhịp. Còn của vào lại bộ nối nhĩ thất thì nó cắt ngay cơn hoặc nó không đáp ứng gì hết. Rồi, và đây là gì? Xung động ở nhĩ nó phát ra những cái ổ khác nhau, đi các hướng khác nhau nên cuối cùng sẽ không khử cực được nhĩ. Và cái hoạt động hỗn độn mình thấy là sóng ép lăng tăng, đó là rung nhĩ ha. Thường cái rung nhĩ thường liên quan tới nhĩ trái hơn. Do đó mà thường trong rung nhĩ ta xem nhĩ trái có lớn hay không và có cục máu đông trong nhĩ trái hay không. Nhưng mà trên thực tế hai nhĩ, nhĩ nào lớn đều cũng có thể gây rung nhĩ được hết. Mình thấy là gì, trong rung nhĩ thì tần số ép rất là cao, khoảng 400. Mà như vậy thất nó sẽ không đáp ứng nổi, để được cái chế bảo vệ thôi. Đáp ứng kiểu đó là tim bóp rỗng hoặc bệnh nhân vô rung thất thôi. Nên nó sẽ gì? Nó không đáp ứng hết, nhưng mà thường nó vẫn nhanh và nó rất là không đều. Đó là lý do, đó là mình nói đó là loạn nhịp hoàn toàn á. Nó không đều và thường là nó trên 100 nếu mình không có dùng thuốc. Còn nếu mà nó chậm thì lúc đó một là bệnh nhân có dùng thuốc, hai là coi chừng bệnh nhân có vấn đề gì dẫn truyền của nút nhĩ thất nên đáp ứng thất của nó mới chậm. Còn một khi mà nhịp thất nó đều và chậm ở bệnh nhân rung nhĩ thì mà dùng có sử dụng digoxin thì có chừng ngộ độc digoxin và nó gây lóc nhĩ thất độ 3 ha. Trên điện tim này mình thấy gì nè, mình nhìn ở V1 mình thấy rõ hơn đúng không? Sóng ép lăng tăng, mình không thấy sóng P đâu. Và nhịp thất rất là không đều, thì đây của mình là rung nhĩ. Nhưng mà đáp ứng thất này thì sao? Chậm tới trung bình. Nên này mình xem có dùng thuốc không? Hay là bệnh nhân của mình có vấn đề của nút nhĩ thất. Thì khi mình nhìn đây mình thấy ST của bệnh nhân nè lõm hình đáy chén, đó là dấu hiệu ngấm digoxin. Và có khả năng cái tần số thất này của bệnh nhân được kiểm soát là do bệnh nhân có sử dụng digoxin ha. Rồi, ở đây thì mình thấy là nhịp không phải là từ xoang phát ra, nó từ nhĩ phát ra và nó kiểu như của cái vòng vào lại. Chính vì vậy mà mình sẽ thấy gì không thấy P, nhưng mình thấy sóng ép hình răng cưa rất là đều. Đó mình gặp đó là cuồng nhĩ. Và cuồng nhĩ cũng vậy đó, tần số của nhĩ trung bình của nó là tần số ép trung bình khoảng 300. Mà như vậy thì thất mình nó cũng không có đáp ứng được, tại cái lúc nó rơi vào cái lúc thời kỳ rơi cố định thì nó không kích thích được thất. Do đó mà nó không dẫn được hết mà nó sẽ bị lóc lại. Nghĩa là sao ạ? Có thể là hai sóng ép mới có một phút bộ QS hoặc ba sóng ép mới có một phút bộ QS. Nếu nó vẫn hằng định kiểu như vậy thì nhịp thất nó sẽ đều. Nhưng mà nếu nó thay đổi lúc 2-1, lúc 3-1, lúc 4-1
thì nhịp tắt của mình sẽ không đều và nó vẫn là loạn nhịp hoàn toàn. Nghĩa là mình lại đi bên hướng nhịp nhanh phút bộ kia hả, ép hẹp và không đều ha. Kích thích phế vị đối với rung nhĩ hay cuồng nhĩ thì nó chỉ chậm cái tần số thất thôi, chứ sóng ép nó không có thay đổi, ép lớn ép nhỏ đều không có thay đổi. Khi mà em ngưng nhịp pháp kích thích phế vị thì nó sẽ trở lại cái tần số thất ban đầu. Ở đây thì mình thấy đây là cuồng nhĩ, hình ảnh răng cưa rất là rõ ha, bốn sóng ép mới có một phút bộ QS. Thì đây mình gọi là cuồng nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất 41. Còn dưới này thì đây là cuồng nhĩ và dẫn truyền nhĩ thất, này là cỡ 21, nên là mình thấy không rõ cái sóng ép rõ, và có nhiều khi nó dẫn truyền 11, nhất là trong bệnh nhân có hội chứng VBV á. Đó là lý do mình nhớ tìm nguyên nhân ha. Nhịp nhanh kịch phát trên thất nè, rung nhĩ cuồng nhĩ đáp ứng thất quá nhanh, ở trên người trẻ người ta hay có cơn tái ti tái lại, khám không có bệnh tim thực tổn thì nhớ lưu ý tìm coi bệnh nhân có đường dẫn truyền phụ hay không. Tại mình giải quyết đường dẫn truyền phụ thì cái mình sẽ giải quyết được cái loạn nhịp của bệnh nhân. Và trên bệnh nhân này thì mình thấy gì nè, tần số thất nó chậm lại, hình ảnh răng cưa nó lộ rõ ra hơn. Thật ra nếu mình nhìn này mình rất khó nói nó là của bộ nối hay cuồng nhĩ. Nhưng mà khi mà tần số thất chậm lại thì nó giúp mình chẩn đoán đây là cuồng nhĩ hơn. Và ở bệnh nhân này thì là bệnh nhân được sử dụng thuốc, nó không cắt cơn mà nó chỉ chậm tần số thất. Nó không giúp mình giải quyết cơn nhưng mà nó giúp mình chẩn đoán được đây là cuồng nhĩ ha. Rồi, mình sang phần tiếp theo là nhịp tim nhanh với phức bộ QS rộng. Khi tim nhanh với phức bộ QS rộng á, thì cũng vẫn đi theo hai hướng thôi. Nếu nhịp nó đều đầu tiên mình phải nghĩ tới nhanh thất, tại 80% là nhịp nhanh thất. Còn lại là nhanh trên thất với phức bộ QS rộng như nãy các em liệt kê nè, lóc nhánh nè, VBV hay dẫn truyền lệch hướng. Còn một khi nhịp nhanh với phức bộ QS rộng mà nó rất là không đều đi nữa thì nó vẫn là trên thất thôi. Nó có thể là gì? Rung nhĩ với lóc nhánh hay VBV. Ở đây cô không nói dẫn truyền là hướng. Tại sao? Thường thường trong rung nhĩ á, mà phúc bộ kết hẹp, lâu lâu nó mới có nhát giãn rộng và dẫn truyền lệch hướng. Chứ nó không khi giãn rộng hết toàn bộ thì thường nó lóc nhánh hoặc là VBV. Rồi, cuồng nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất thay đổi với lóc nhánh hoặc là VV. Và còn cái nữa đó là coi chừng đó là nhanh thất đa dạng. Và trong nhanh thất đa dạng kịch phát thì mình gọi nó là xoắn đỉnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ minh họa vì sao trên thất phúc bộ QS nó vẫn có thể hẹp. Thì đây thì nãy là mấy em cũng có nói tới cái tầng của nó đúng không? Ở đây là mình có gì? Tầng trên thất và đây tầng thất ha. Đây là vòng sơ nhĩ thất, nó ngăn cách nhĩ và thất và nó trơ bị điện, nó chỉ cho hoạt động điện đi theo con đường chính thống. Như trên bệnh nhân này có đường dẫn truyền phụ ở phía bên phải ha, ở trên cái chỗ vòng sơ nhĩ thất đó có một đường dẫn truyền phụ. Bây giờ xung động từ xoang nó đi xuống, nó đi qua bộ nối nhĩ thất để nó xuống, nó khử cực hai cái nhánh, nhưng đồng thời nó cũng có đảo lại và đi theo con đường dẫn truyền phụ và nó gây nên cái hoạt động đóng vòng và nó sẽ gây nên một cơn nhịp nhanh. Và đối nhịp nhanh này thì mặc dầu là BBV nhưng mà nhịp nhanh với phức bộ QS nó hẹp và sóng P âm đi ở phía sau của phức bộ QRS thì đã vẫn là của bộ nối thôi. Nãy mình nói là âm đi phía trước, BR ngắn lẫn vô thất đồ và âm đi phía sau, đây là trường hợp này ha. Rồi cũng con đường dẫn truyền phụ đó, nhưng bây giờ xung động từ xoang nó xuống và nó đi xuống theo con đường dẫn truyền phụ, đi lên theo con đường chính thống và gây nên cái hoạt động đóng vòng. Thì lúc đó mình cũng có nhịp nhanh trên thất nhưng mà phúc bộ kia rộng và mình thấy rõ hình ảnh của VBV. Nên mình lưu ý VBV không phải lúc nào phúc bộ QS nó cũng rộng ha. Rồi bên trên hình ảnh này em thấy gì, nhanh hay chậm nè? Nhanh hay chậm các bạn? Nếu các bạn đếm số nhỏ, nhanh hay chậm? Alo, còn đó không vậy? Em còn đó không?
Alo, còn thức không? À. Dạ, nhịp nhanh. Nhanh, đều không? Nhịp đều không nè? Nhịp thắt đều không? Dạ, không đều. À, rất là không đều, hay mình nói là loạn nhịp hoàn toàn. Kết rộng hay hẹp? Kết rộng hay hẹp? Dạ rộng. Kết rộng. Rồi, em có thấy sóng P không? Có thấy không? Mình không thấy P đâu. Một dạng hay nhiều dạng thuốc bổ QRS? Một dạng hay nhiều dạng? Mấy anh thấy một dạng hay nhiều dạng QRS vậy? Sao? Một dạng hay nhiều dạng em? Nó có mấy hình dạng của phức bộ QS đây? Mấy dạng? Có ai trả lời giùm cô không? Alo? Dạ cô nhiều dạng. À, sự thật nó có một dạng thôi à. Nó chỉ hơi cao thấp một chút xíu. Nó có một dạng thôi. Nó là sóng âm. Mình như vậy thì đó là thất hay trên thất? Cười trên thất hay thất? Nó là thất hay trên thất vậy? Cái nhớ nãy cái sơ đồ cô vẽ, cơ sơ đồ cô chỉ không? Đây là kết rộng mà mình đi bên hướng không đều đúng không? Không đều thì mình có trên thất. Trên thất mình có rung nhĩ và cuồng nhĩ đúng không? Vãn cái là thất đa dạng, mà này nó không phải đa dạng rồi, nó có dạng một hà. Đúng không? Vậy vậy nó là gì? Sóng ép mình không thấy rõ. Thì sự thật cái này vẫn là rung nhĩ với VBV thôi. Ha. Nghĩa là vẫn là nhanh trên thất á. Và này lúc này nó đi xuống theo con đường dẫn truyền phụ và đi lên con đường chính thống nên mình thấy. Ở đây là mình mới thấy đây nè ha. Đây là gì? Nhịp nhanh phức bộ QS rộng, không thấy sóng P đâu. Một dạng phức bộ QS và mấy em thấy rất là đều. Thì này nó mới là nhanh thất và đây là nhanh thất đơn giản. Ha. Nhanh thất đơn giản. Rồi. Còn ở đây, đây là nhịp xoang. Đúng không? Và ở đây là một cái ngoại tâm thu thất và kéo theo ba cái ngoại tâm thu thất đi liên tiếp nhau. Thì đây là bốn ngoại tâm thu thất, đây là ba ngoại tâm thu thất. Thì mình gọi đây là cái gì? Chùm 4, chùm 3. Nhưng có thể gọi nó một cái tên khác là cái gì? Nhanh thất không kéo dài. Ha. Cỡ này. Ở đây em mới thấy là nhịp thất không đều đúng không nè? Ở đây em mới thấy là nó đều là sóng âm. Nhưng mà ở đây là dạng QS. Nhưng đây là dạng RS. Cái này mới thật sự là nó nhiều dạng. Cái này mới là nhanh thất đa dạng. Hồi nãy mình có dạng một là QS thôi. Ha. Đây mới là nhanh thất đa dạng nha. Rồi, mà khi có bệnh nhân có nhịp nhanh thất thì mình thấy là khi nó nhanh như vậy thì mình lưu ý là xem có ảnh hưởng tới huyết động hay không. Thì đa phần nó có thể ảnh hưởng tới huyết động của bệnh nhân ha. Và thường những cái nhịp nhanh mà nó làm bệnh nhân suy tim, làm đau ngực hoặc ở trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp là mình phải giải quyết cái nhịp nhanh, nếu không bệnh nhân của mình sẽ vô rung thất. Rồi, ở đây cũng là nhanh thất nhưng mà em thấy là gì, đa dạng đúng không? Lúc đỉnh quay lên, lúc đỉnh quay xuống mà nó dao động kiểu hình sin và nó chỉ có những cơn thôi thì đây mình gọi là nhanh thất đa dạng kịch phát. Người ta gọi nó cái tên khác là sóng đỉnh. Sóng đỉnh là từ tiếng Pháp. Thì thường là nó sẽ không có kéo dài hoặc là thoái chuyển sang rung thất, hoặc nó trở lại cái nhịp cơ bản ban đầu của nó là thường nhịp chậm lóc nhĩ thất cắt, hoặc là nhịp chậm xoang hoặc là lóc nhĩ thất gì đó, và thường nó có QT dài. Nên những cái trường hợp này thì nhiều khi mình cho nhịp tim nhanh lên chút thì QT của bệnh nhân sẽ ngắn lại ha. Thì mình nhớ lưu ý những cái bệnh, nếu mà ở trên bệnh nhân mình lưu ý trên điện tim á, mình xem nếu QT dài thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ sóng đỉnh. Đó là mình lưu ý nha. Ha. Và khi dạy thì nhớ xem có cái gì làm cho QT bệnh nhân dài hay không.
Nguyên nhân. Rồi trường hợp này thì mình thấy là đây là chủ nhịp cơ bản, mình thấy có gì đặc biệt không? Nhịp cơ bản thì em thấy có gì đặc biệt? ET nó có gì đặc biệt? Mình thấy ET nó làm sao nè? Các bạn thấy ET chứ làm sao? ST này gợi ý bệnh lý gì không? Mấy em học bệnh lý xong hết rồi đúng không? Bài của cô là bài cuối cùng chưa? Tim mạch á, bài cô sẽ là cuối cùng chưa? Dạ rồi. À, rồi vậy ST này nghĩ tới cái gì? Trên lên, cong vòng lên. Gợi ý cái gì nè? Dạ, nhỏ mắt của tim ST trên lên. À, nhỏ mắt của tim mà phải thêm gì nữa? ST trên lên mà phải thêm chữ gì nữa? Nhà máu cơ tim cấp, với lại cấp cứu ha. Nhà máu cơ tim cấp ST trên lên. Và ở đây mình thấy gì nè? Một cái ngoại tâm thu thất. Mấy em thấy nó làm sao? Nó rơi lên đỉnh của sóng T và nó kéo theo gì? Nhanh thất và sau đó bệnh nhân rung thất. Mà rung thất là cấp cứu ngưng tim ngưng thở đó. Ha. Ở đây hồi nãy cô có nói đến những ngoại tâm thu thất nguy hiểm, cái hình phía trước những cơn nhịp nhanh thất ngắn đó là chùm 3, chùm 4, còn đây là R trên T, đó là cái mình nhớ lưu ý ha. Ở đây là gì? Lúc đầu là nhanh thất, sau đó là thoái triển sang trung thất, ở đây là trung thất ha. Rồi, thì như vậy kết luận là loạn nhịp tim thì là triệu chứng mình gặp trong nhiều bệnh. Thì có thể nó đơn độc, nó không có quan trọng so với bệnh cảnh chung. Nhưng mà có thể những cái loạn nhịp nó có thể chuyển biến đe dọa tính mạng bệnh nhân. Đặc biệt là vì những cái nhịp mà quá nhanh hay quá chậm thì nó có thể thúc đẩy suy tim, có thể làm bệnh nhân đau ngực, có thể làm bệnh nhân ngất, có thể làm bệnh nhân tụt huyết áp. Thì những trường hợp này đó là cấp cứu. Và cấp cứu tùy, nếu loạn nhịp nhanh trừ cái nhanh xoang ra thường người ta phải chuyển nhịp bằng điện. Còn nếu là nhịp chậm thì nhiều khi người ta phải cho bệnh nhân dùng thuốc làm tăng cái tần số tim lên đường tĩnh mạch, hoặc người ta phải đặt máy tạo nhịp tạm thời hay là vĩnh viễn tùy. Thì đó là cái mình lưu ý. Và đặc biệt trên lâm sàng thì mấy em sẽ nhận định những cái điện tim, những cái loạn nhịp thường gặp, và quan trọng là mình nhận dạng được những cái điện tim mà nó nguy hiểm đe dọa tính mạng cho bệnh nhân, mình nhận dạng được kịp thời ha. Rồi, và như vậy muốn xác định rối loạn nhịp mấy em phải có điện tim. Phải ghi điện tim và phân tích rồi mới biết được chính xác loạn nhịp nó là gì, liên quan tới hình thành xung động thì nó ở tầng nào, liên quan tới rối loạn dẫn truyền xung động thì nó cũng ở tầng nào, hay là nó phối hợp cả hai. Đừng quên nguyên nhân yếu tố thúc đẩy và đừng quên cái ảnh hưởng huyết động của nó. Bây giờ bài tập về nhà, không phải bài tập về nhà, tại sự thật bây giờ mấy em đang ở nhà rồi, cho bài tập nhóm. À, nhóm trưởng có thể chụp lại và phân công cho các bạn rồi nộp lại cho cô được không? Được không vậy? Tại cái này để đảm bảo là mấy em chịu khó đọc bài và mấy em có thể là mấy em hiểu bài hơn. Và cô cũng biết được là xem các em hiểu tới đâu nha. Bây giờ nhóm trưởng chụp lại cái này và sau đó phân công cho các bạn được không? Nhóm trưởng ơi, Kim Tiến phải không? Kim Tiến còn dạ, đó không? Dạ được ạ. Vậy ha. Rồi, vậy là bài của mình tới bây giờ là kết thúc ha. Cũng hơn của mấy em cũng hơn tiếng rồi đó. Bài này mình chỉ có 1 tiếng thôi. Vậy mình dừng tại đây nha. Ha, cảm ơn mấy em. Dạ, rồi, chúc mấy em ngủ ngon nha. Cô chào đây.